Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn món chả ốc ăn giòn sần sật thơm ngon, món ăn dân dã nhé. Món này thì rất là dễ làm này các bạn này. Đầu tiên thì các nguyên liệu mình đã rửa sạch sẽ rồi, bây giờ thì mình chế biến luôn cho các bạn xem nhé. Thì mình có lá tía tô này, mình đang thái nhỏ ra này, và mình có lá lốt. Đấy, cái món này thì mình sẽ cho tía tô, lá lốt, hành, trứng để cho nó có độ kết dính nhé. Và mình cho thịt heo xay này. Thịt heo của mình thì họ xay chưa được nhuyễn lắm, thì chút nữa mình sẽ cho vào mình xay lại cho kỹ này. Đấy, thế các bạn cho giò sống vào cũng được, nhưng mà mình cho thịt heo không thôi. Thịt heo này thì mình mua là thịt thịt vai nhá, thì nó có một chút mỡ đấy. Đấy, các bạn để ý mình thái các nguyên liệu nhá. Rồi ốc này. Ốc thì mình sẽ chút nữa mình sẽ thái nhỏ đi một chút, sau đó thì mình sẽ cho vào mình xay nhá. Xay thì xay vừa thôi các bạn ạ, để cho đến lúc mình ăn nó vẫn còn giòn sần sật đấy. Các bạn cứ cho đầy đủ các rau thơm như này vào ấy, để đến lúc chiên lên ăn rất là thơm ngon nhá. Đấy, rau thơm nhiều vào một chút nhá. Cái ốc ấy thì mình mua thì mình đã ốc, đây chính là ốc ốc mít đây các bạn, ốc mít hoặc ốc bươu vàng đều được nha. Các bạn mua được ốc nào thì làm ốc đấy nhá. Mà các bạn rửa sạch sẽ đi, nhớ là rửa cái ruột nó thật sạch đi ấy, chứ không là nó sẽ có cái còn dính lại cái cứt, là nó tanh hôi không được ngon nhá. Các bạn có thể cẩn thận thì trần qua nước sôi cũng được, như mình thì mình bắp muối này. Đấy, mình bắp muối với chanh nha, mình rửa đi nhiều nước là được nhá. Đây mình thái qua xong chút nữa mình sẽ cho vào mình xay. Xay mình cũng xay vừa thôi, để đến lúc nó ăn nó giòn sần sật ngon đấy. Tỷ lệ ốc và thịt ngang nhau nhé các bạn. Chẳng hạn như nếu mà các bạn 150g thịt thì 150g ốc nhé. Chứ chúng ta cho nhiều thịt quá, thịt heo quá, ít ốc là ăn nó không được giòn đâu. Và mình cũng không thấy cái vị của ốc ấy. Như mình mua sẵn ấy, người ta độn rất là nhiều, cho nhiều bột này. Ốc thì rất là ít này, nên là đến lúc mình ăn nó không không nhìn không thấy cái con ốc đâu, chắc chỉ được một xíu thôi. Đây các bạn để ý mình này, mình xoay này. Xay mình chuẩn bị hết các nguyên liệu, sau chút nữa mình mới cho gia vị vào cho nó thơm nhé. Món này làm rất là đơn giản mà thơm ngon, dễ ăn. Làm món nhậu cũng rất là ok, mình ăn với cơm này, hoặc là nhét vào bánh mì ăn cũng rất là ngon đấy các bạn. Chả ốc này hoặc là ăn với bún cũng được, bún mình pha nước mắm chua ngọt đấy. Đấy, đây này các bạn xem này, ốc mình không có xay nhuyễn đâu, mình xay vừa vừa thôi. Nhưng mà thịt thịt heo là mình sẽ xay nhuyễn nhá, để cho nó có độ kết dính ấy. Đấy các bạn, nếu yêu thích món này nhớ subscribe kênh, like, chia sẻ giúp mình nhé. Mình cảm ơn tất cả các bạn đã vào xem ủng hộ kênh của mình, và những bạn mới vào cho mình xin một nút like, một nút bình luận. Đây là những món ăn mình chế biến trong gia đình, nên là các bạn có ý kiến đóng góp gì nhớ ghi vào dưới bình luận, để mình có thể làm ra những món ăn ngon hơn nữa và hoàn thiện hơn nữa nha. Mình cảm ơn sự đóng góp của tất cả các bạn nhé. Đấy. Đây, mình xay rất là nhuyễn này. Chỗ này của mình là hai hai lạng ốc đấy các bạn ạ, nên là chỗ thịt của mình cũng hai lạng đấy. Một quả trứng. Rồi, các bạn cũng có thể cho hai quả trứng vào cũng được nhé. Trứng gà, trứng vịt gì cũng được hết này. Đấy, mình cho rau thơm rất là nhiều vào để cho nó thơm nhá. Bây giờ có cả hành hành lá và hành củ này. Đây mình cho nguyên liệu vào nhá. Đấy, các bạn thấy không? Ốc mình không xay nhuyễn đâu, mình xay vừa vừa như này thì nó ăn nó giòn giòn sật rất là ngon. Rồi đây là thịt này. Thịt thì xay rất là nhuyễn nhá, thịt heo xay.
Rồi đây là tía tô, lá lốt. Đấy, mình thái nhỏ ra. Và hành lá. Đây là hành củ. Rồi mình cho một quả trứng vào này, trứng gà này, một chút tiêu này cho nó thơm nhé. Các bạn mà thích ăn cay nhiều thì cho nhiều tiêu một chút nữa cũng được. Hạt nêm này, cho tương ớt vào, nhưng mà thôi mình cứ nêm vừa thôi. Đấy, một chút đường này, rồi đến lúc mình ăn mình chấm với, thêm với nước mắm cho nó đậm vị này. Đấy, mình cho thêm một xíu mắm nhé. Rồi mình sẽ trộn đều lên. Món này ai cũng có thể làm được, dễ làm lắm. Ăn rất là thơm và rất là vào cơm luôn. Ốc thì ra chợ mua, rồi thịt cũng thế. Tất cả các nguyên liệu này kiếm rất là dễ luôn. Ở đâu cũng bán hết, siêu thị họ cũng bán rất là nhiều nhé. Đây mình sẽ cho vào cái này, sau đó thì mình không cần phải nặn đâu các bạn ạ. Cho nó đỡ bị dơ. Đấy, các bạn để ý mình đang làm nhé. Dễ lắm, sau đó thì mình sẽ bỏ vào dầu này. Dầu mình đã đun sôi rồi. Đấy, lần lượt cho vào đấy. Hoặc là các bạn đeo găng tay vào, xong rồi cho một chút dầu ăn vào, hai xoa đều hai bên găng tay ấy, thì nó sẽ không bị dính nhá. Xong mình nặn mình cho vào cũng được. Là mình để như này thì nó không bị dính tay và cũng không sợ bị nóng khi dầu nó văng nhá. Đây nửa thì các bạn chiên nửa vừa thôi, đừng chiên nửa to nhé, không là nó nhanh bị cháy đấy. Đấy, món này ăn lạ miệng rất là ngon. Ốc các bạn mua ốc ốc họ khêu sẵn cũng được, hoặc là ốc mình mua về mình luộc. Ngâm, các bạn ngâm bằng nước gạo này, hoặc là cho mấy quả ớt vào ấy, các bạn ngâm là nó sẽ nhả hết cái đất ra nhá. Là mình luộc rồi mình khều nó ra rất là nhanh. Hướng dẫn các bạn làm nhanh luôn, là mình không bỏ qua cái giai đoạn đấy. Đây, mình sợ nó vỡ nên là mình lấy cái này mình hỗ trợ mình đặt này. Chiên cái này cũng rất là nhanh nhá. Thơm ngon, bổ dưỡng, mà mình tự làm nó sạch sẽ thì cái khâu mà mình rửa tất cả mọi nguyên liệu đó, sạch sẽ. Đấy, mình bày xung quanh đó là cà chua để ăn cùng cho đỡ ngán này, mà cho nó bắt mắt và đẹp nữa, rất là nổi bật đúng không ạ. Đây mình chiên như này nó thơm lắm. Hoặc là các bạn cái chả này á, các bạn cũng có thể là nướng cũng được nhá, cho vào nồi chiên không dầu nướng được, hoặc áp chả cũng được này, nó rất là thơm đấy. Đấy. Mình hy vọng là các bạn thích món này. Mình chúc các bạn làm thành công món này nhé. Món này dễ làm lắm. Đấy. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Xin chào.